hello xin chào anh em xin chào mừng anh em trả lời với kênh điện tử quan chắc của mình ha thì hôm nay mình làm một cái video um, hướng dẫn cho anh em ha tại vì uh, cái thời gian vừa qua thời gian vừa qua là có rất là nhiều anh em ha hỏi mình uh, những cái mà gọi là cực kỳ cơ bản ha mà uh, nó uh, không có đáng để trả lời, đây không 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 phải gọi là không có đáng để trả lời nhưng mà mấy cái đó là anh em mà không biết á, mấy đó anh em mà không không biết thì thôi đừng có đừng có đừng, có, đừng có làm điện đừng có làm điện tử nha, thì là về cái vấn đề mà linh kiện, đấy về linh kiện và cái mà linh kiện để mà tha, mà mà thay thế hoặc là cha một cái con linh kiện ha thì uh, hôm nay hướng dẫn cho anh em ha thì uh, uh, anh em tra một cái con linh kiện thì anh em có thể trực tiếp tra trên google Đấy. anh em gọi tên linh kiện đó đó vào ha thì cái đó là đơn giản thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái um, cái cái cách mà xưa giờ mình hay tra ha thì anh em tải về mình cái phần mềm này đây, đây anh em nhìn kỹ ha on sheet đây thì anh em lên cửa hàng lay nè đấy anh em nhập cái chữ on on data hết đó, đó ha thì thì nó lên thì nó ra thôi on này on datasheet đây thì nó ra cái cái phần mềm nè Đấy, thì nó báo là đã cài đặt là do mình đã có cài đặt rồi ha. Rồi. Xong ha, anh em mở cái phần mềm này lên. Đấy. Thì ở trên đây nó có cái mục tìm kiếm nè. Đây, anh em nhập cái tên cái linh kiện vào. Thí dụ như là con MOSFET igf 3205 igf 3205 Nhập vào anh em sẽ gõ tìm nè rồi cái sẽ ra ở ngoài này rất là nhiều ha đây anh em chọn ngay chân cái cái một cái chữ data sheet nè có cái ô, ô, ô vuông, vuông đây Nha, chọn đây rồi ha thì nó nó quay ra như gì anh em chọn cái um, download nè đấy thì nó sẽ cái sẽ ra sẽ ra cái thông tin này là con IGF 3205 đấy là cái ký hiệu của nó là như như thế này cái điện áp chịu đựng của nó là 55 v nè ấy cái điện trở uh, giữa uh, cái chân đê với chân ếch mà khi nó nó khi mà nó nó, nó mở á khi ở cái trạng thái mở á là 0.8 mg và cái dòng cái cái dòng chịu đựng của nó là 110 a ha đây thì nó sẽ lên đây ấy thì anh em sẽ tra ha đây ấy thí dụ như là mình có một cái con ví dụ như trên cái mạch kích điện mà từ 12v lên nguồn cộng trừ của chúng ta thì nó thì ví dụ như là cái con nó nó bị um, chết đi ví dụ như con IGF IGF z44 đi này thì anh em lên tra đấy, gõ gõ cho đây ha rồi cho một download nè đấy, thì nó sẽ về đây đấy rồi thì cái ký hiệu của nó nè đây đây điện cái điện áp của nó cũng là điện áp chịu được 55V đây ha còn cái dòng thì 49A đây cái dòng thì 49A ha đây để phóng tỏa lên đây điện áp chịu đựng nào V nè VDS nè 55V nè Y nè là dòng điện là là 49A đấy thì thay vì anh em không có cái cái con này mà hiện tại đang có cái con 3205 thì anh em hồi nãy đã chơi tra được 3205 là là cái điện áp nó vẫn là 55V nhưng mà cái dòng nó tới 110A là thì nó khỏe hơn khỏe hơn nha khỏe hơn thì chúng ta có thể hoàn toàn thay vào chúng ta có thể hoàn, hoàn toàn thay vào được không có vấn đề gì hết ha rồi rồi thí dụ như một cái nữa thí dụ như con IC uh, hạ áp ha con IC hạ áp thường thường LM2596 đi đây 2596 rồi anh em tìm Rồi thường thường chọn cái đầu tiên nha anh em Rồi bấm vô một download Rồi Thì đây nó, nó đây nó ra nè Cái hình dạng của nó nè Thì Nó có ba loại nè Loại chân cấm nè Đấy. cái loại chân cấm mà theo cái, uh, nó, thẳng hàng ha còn loại chân cắm lên xuống và cái loại dán nè đây thì anh em xem nè cái chân một là cái chân vin đấy có nghĩa là cái chân điện áp vào đấy chân 2 là chân output có nghĩa là cái chân điện áp ga ha thí dụ như anh em cấp vào 12 v mà anh em muốn cho nó ra 5 v thì chân một này sẽ cấp 12 v nè chân 2 thì ra 5 v mà muốn chân hai ra được 5V á thì phải thỏa mãn cái ba thỏa mãn hai cái chân là chân số 4 và chân số 5 ha là chân số 4 là nó phải hầu tiếp fit feedback nè là hồi tiếp là nó hồi tiếp về là nó hồi 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 tiếp về là từ cái ngọn output vút anh em từ cái điện áp ga đó nó hồi tiếp về thì gì, gì, chỉnh cái thông số cho nó phù hợp ha để nó, nó ra được 5V và chân số 5 lại chân on off chân on off ha thì uh, thường thường có thể anh em sửa những cái mạch lo kéo thì chúng ta phải nên để ý cái chân này ha nó không có cắt nó không có cắt điện áp mà nó cắt là nhờ cái chân số 5 on on off này ha đấy thì uh, ví dụ như là chân số 5 nó uh, xuống mát là nó ở mức không ở điện áp thấp đó là nó hoạt động mà cái chân số 5 này mà nó ở nó có điện áp vào nó có điện áp thì nó sẽ ngắt nó không có cái ngõ ao nó không có ga nó không ga nguồn nữa thì ứng dụng ha thì thí dụ như mà nó không ga nguồn nữa thì nó không ga nguồn thì chưa chắc là con IC này hư mà do cái chân số 5 này on off nó bị khóa ha thì thường thường chân số 5 em sẽ dò ra thì nó sẽ có cái cụm transistor to để đóng mở ha thường thường này có một con transistor to để đóng mở Đấy, thì anh em nắm được kiến thức cơ bản ha thì cha lên đây là sẽ biết được Đấy. cha nên là sẽ biết được ha rồi thí dụ như anh em tra cái cái con IGS hai nghìn chín cái con này là con âm thanh mà nó chất lượng âm thanh nó hay nhất đó. Nó, nó hay gần như là hay nhất chứ nó, mình nhất thì mình không dám nói cái nào là là là, là nhất đây thì nó sẽ ra nè đấy, nó ra một nồi như thế này rồi anh em sẽ vuốt lên nè đấy. thì nó sẽ có ra một cái nó khuất cái góc khuất này, này này nữa thì có cái nó bị có có cái nó không đấy rồi nhưng mà nó bị góc khuất vậy thì anh em bấm vô chữ download nè rồi bấm vô download hoặc là anh em có thể chọn một cái uh, cái file khác này ha thì nó ra rất là nhiều file ra rất nhiều hai cái đầu không được thì cái thứ hai cái thứ ba ha để mà mấy cái kia nó có góc khuất bên đây nè còn cái này thì nó nó dễ quan sát hơn đây anh em thấy cái sơ đồ của nó đây đây này là cái sơ đồ mà uh, sơ đồ chung hay sơ đồ khái quá tổng quan thôi anh em là mình làm theo cái sơ đồ này là nó không chạy đâu. Nha. Nó còn Zener game app đồ tất cả các 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 kiểu thì mình có hướng dẫn con này kỹ ha. trong số 1 là VA đó, với chân số 6 là VSS đó là phải là đối xứng ha. Số 1 5V thì số sát rồi là trừ 5V. Rồi, cái chân cơm là chân 10 nè, so chân 12 VCC là phải có 12V, này để 12V nè. Đấy, VCC nè so với chân B trừ đấy rồi còn cái chân VS chân số 13 ấy chân số 13 là cái chân sức ra nè cái chân này thì phải là không won không có điện áp ấy thì lấy một cái một phần ga nè hầu tiếp về đấy hầu tiếp về hầu tiếp về chân số 3 nè chân in là đấy thấy không đấy thì anh em lên đây thì anh em có thể tra hầu như là mấy linh kiện Mấy linh kiện đời mới uh, nó chưa update uh, thì uh, mình không biết sao Nhưng mà mấy cái con này hầu như mình tra được hết á uh, Để mình kiếm thêm một cái con nữa uh, Ví dụ như con uh, cái con hạ cho lo kéo XL4015 4015 rồi tìm thử ha Rồi chọn cái file đầu tiên nè Rồi bấm download Rồi Thì đây nó, nó ra nè đây thì nó ra cho anh em nè Ừ rồi thì nó khác với cái con 2596 nãy ha chân số 1 mát nè chân số 2 phít bắt này hồi tiếp về chân số 3 thì xì quýt nghe chân on off đấy nghe chân on off đấy còn cái chân số 4 là VCC thì có nghĩa là cái chân ao ra như là ao VCC ra rồi chân số 5 là chân với in có nghĩa là điện áp cấp vào đấy đây thì đây nó có chịu khó đọc mấy cái cái này nè. Đấy, anh em mà không đọc được tiếng Anh thì có có thể uh, nhờ Google dịch dịch cái phần này ra. Đây thì đại khái nó nói nè, cái, cái điện áp cấp vào là từ 8V cho tới 36V nè. Nên là 8 cho, cho đến 36V input nè, input volta. Đấy có nghĩa là cấp từ 8V cho tới 36V ha. Đấy thì cái phần ngõ ga của nó nè, ADG Audi cái này có nghĩa là điều chỉnh nè. Ngõ ngõ ra điều chỉnh được trong cái khoảng từ 1,25V tới 32V. Đấy. Thì mình cũng không có rành tiếng Anh lắm. Đấy, nhưng mà máy này thì mình hiểu, nhìn hiểu, nhìn hiểu nôm na nó là vậy ha. Đấy thì anh em đừng có cười. Đấy học dốt anh em học tiếng Việt được là đã mừng rồi ha đây đây thì cái này nó sẽ hơi chi tiết hơn nè nó có giải thích ở phía dưới nè đây ví dụ như chân số 3 switch nè forward là nguồn nguồn switch switch là switch out nè đấy là cái chân switch đấy là nó sẽ điều chứ nó nó sẽ điều chỉnh cái gì nè nó điều chỉnh cái nguồn cái nguồn ga này nè được mở gì đó ha Gọt chân với in nè đấy thì này anh em lên google dịch dịch là, là nó ra hết nha anh em đấy nhưng mà nhìn vô là hiểu thôi mình nhìn cho mình hiểu thôi mình biết cái cái chân nào cái chức năng nó làm gì thôi ha còn uh, mấy cái vấn đề kia thì cái uh, cái này ôn đi ôn lại nha anh em để cho anh em nắm được đấy để cho anh em nắm được mà anh em uh, anh em nắm được anh em thao thao tác nha thì con số anh em thì cũng lên bình luận lên mình nói mình nói nhiều á, rồi thì thí dụ thử một con bốn năm năm bốn năm năm tám nha mình, mình phải gõ mình phải phải gõ đầy đủ nha anh em ví dụ như lm m bốn năm năm tám hay là gì đó thì gõ đầy đủ anh em gõ bốn năm năm tám thì nó ra nhiều lắm có khi mấy cái mã nó nó trùng á thì thì ở dưới đây anh em phải chọn cho đúng Đấy, nó ra nhiều mã trùng lắm Tại vì một cái số đó là nó rất là nhiều đây Đấy thì 4 5 5 5 8 này rồi thì ốp em đi chân 1 ao nè chân chân 2 in cộng chân 3 in trừ 4m 5 in 5 in cộng 6 in in trừ 7m rồi 8 nguồn đấy đơn giản ha thường thường em lên đây tra mấy con IC nguồn đó, là À, dễ ha đấy thí dụ như con IC nguồn con dao động gì rồi ta ờ, OB con dao động thì thường gì con gì cha 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 thử con ba tám cha thử ba tám bốn hai nó ra cái gì đấy, chọn thử cái đầu tiên rồi hai cái đầu tiên này không phải linh kiện mà cái dắt gì đó ừ thí à, dụ như con em mở xe đi ba bốn không sáu ba anh em nhập gõ luôn cái tên như nó mới được anh em anh em, em thấy không mình nhập như cái con 3842 là nó ra nhiều lắm mạ lắm rồi đấy cái file này thì nó hơi cái file này thì nó hơi mờ ha đây bây giờ gõ lại nè đấy chân một là chân switch khó lời điều khiển gì đó ha switch điều điều khiển đây cái chân này là chân, chân tham thời này là thời gian gì cái này là ố cái này khách Cáp này là mình vẽ mặt thường thường là con tụ điện nè. Có nghĩa là cái uh, cái con tụ để định cái tần số cho nó. Rồi chân 6 là chân nguồn nè, đấy. Chân 5 là cái gì? Chân input gì nè, đấy, chân 4 mát nè. Chân 7 là cái chân gì nè, nó cái chân 7 là thường thường giống như là cái chân sức Của cái con này đấy thì nó thì nó nó thì nói chung là anh em tra trên đây ha ấy thì sẽ biết được hết rồi thì video đây xin kết thúc nha anh em xin, xin chào tạm biệt anh anh em